Kính thưa quý vị, thời gian qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị chăm sóc sức khỏe. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế và chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Tổng Bí thư. Đến nay, do yêu cầu cần phải tiếp tục ưu tiên dành thời gian để đồng chí Tổng Bí thư tập trung điều trị tích cực và để bảo đảm công tác điều hành chung của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, căn cứ quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 13, trước mắt, Bộ Chính trị phân công đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Bí thư, theo trách nhiệm quyền hạn được Bộ Chính trị quy định. Bộ Chính trị kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, tăng cường đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tiếp tục phát huy những kết quả và thành tựu quan trọng, toàn diện mà đất nước đã đạt được, nỗ lực phấn đấu để vượt qua mọi khó khăn, thách thức và hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đề ra, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, chăm lo tốt đời sống tinh thần vật chất cho nhân dân. Vâng, hiện tại sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giảm sút khá nhiều so với thời điểm đầu nhiệm kỳ và cũng vài lần bác bị bệnh. Đó là điều không thể tránh khỏi và là điều hết sức bình thường đối với cuộc sống tự nhiên của con người. Điều này thể hiện qua sự vắng mặt thường xuyên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các sự kiện lớn của đất nước. Cũng khá lâu rồi, Tổng Bí thư không tham gia đoàn lãnh đạo nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và vừa qua khi đất nước kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, một sự kiện làm thay đổi vận mệnh quốc gia của dân tộc, toàn bộ lãnh đạo cao cấp của đất nước đều có mặt, chỉ riêng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vắng mặt. Trong kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 đã kết thúc đợt 1 kéo dài hơn nửa tháng với nhiều sự kiện quan trọng. Trong đó có sự kiện kiện toàn các chức lãnh đạo chủ chốt của đất nước và của chính phủ và quốc hội. Sự vắng mặt liên tục của Tổng Bí thư cũng dấy lên nhiều nghi ngại về vấn đề sức khỏe của bác. Dư luận hiện nay rất mong bác được trường tồn mãi với thời gian để tiếp tục cống hiến chí lực và đưa dân tộc đất nước Việt Nam được thịnh vượng, sánh ngang với cường quốc Nam Châu. Nhưng cũng có ý kiến thì nhận định rằng vì vấn đề sức khỏe khó có khả năng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục tái cử nhiệm kỳ Tổng Bí thư khóa 14. Thậm chí nhiều ý kiến còn cho rằng nếu sức khỏe không đảm bảo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ buộc phải suy nghĩ công tác khi nhiệm kỳ khóa 13 chưa kết thúc. Nhân sự được dư luận tin rằng được Tổng Bí thư tin tưởng lựa chọn vào thời điểm này để kế nhiệm. Nếu trường hợp Tổng Bí thư không đủ sức khỏe, đó chính là Chủ tịch nước Tô Lâm. Chủ tịch nước Tô Lâm đã giúp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện thực hóa mong ước cuộc chiến chống tham nhũng, không có vùng cấm, đưa công tác phòng chống tham nhũng trở nên thực chất, chứ không chỉ là những lời hiệu triệu mang tính phong trào như các nhiệm kỳ Tổng Bí thư trước. Bên cạnh đó, uy tín và sức ảnh hưởng chính trị của Chủ tịch nước Tô Lâm được đánh giá là đang ở mức độ đặc biệt cao. Ông có khả năng cầm trịch và điều tiết công việc. Điều này là yêu cầu vô cùng quan trọng đối với vai trò của Tổng Bí thư. Vì vậy, nếu trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì lý do sức khỏe buộc phải rời nhiệm sở, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ được bầu kế nhiệm chức danh Tổng Bí thư. Điều này là kịch bản không hề bất ngờ đối với Việt Nam. Dựa vào thông tin này, lợi dụng việc Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam liên tục có những thay đổi nhân sự trong mấy tháng vừa qua, nhất là vào tháng 5 và đầu tháng 6 2024, để kích động vào lãnh đạo hệ thống chính trị Việt Nam, nếu những ai loáng thoáng nghe qua và thiếu suy xét, thì có thể ít nhiều hoang mang và dao động. Song về cơ bản, những điều đó do những thành phần chống phá nhà nước đưa ra và đã bị dư luận kết luận rằng đó là bệnh ngứa mồm chính trị mãn tính. Nếu như thời phong kiến, hắt là bọn này đã bị cắt lưỡi lâu rồi. Những kẻ tâm thần chính trị chống phá đảng và nhà nước ta đâu có biết những sai phạm mà một bộ phận cán bộ đảng viên từ cấp thấp cho đến cấp cao bị vào lò trong thời gian vừa qua là một tất yếu. Đại tướng Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957, quê quán tại làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông là con trai cả của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Tô Quyền, nguyên là Giám đốc Công an tỉnh Hải Hưng, nay là tỉnh Hưng Yên, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông và Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục và Trường giáo dưỡng. Ông hiện cư trú tại phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.
Đại tướng Tô Lâm sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoạt động cách mạng, được giảng dạy học tập về lịch sử và tình hình đất nước từ nhỏ. Bố của ông là anh hùng Tô Quyền, tham gia cách mạng vào Nam hoạt động phục vụ Trung ương Cục những năm 1966. Đến năm 1975, cho đến khi thống nhất đất nước, thì lấy tên của ông làm biệt danh của mình, được gọi là anh Tư Tô Lâm hay chú Tư Tô Lâm. Ông lớn lên ở miền Bắc, theo học phổ thông, tốt nghiệp phổ thông 10/10 với hình tượng của bố. Đại tướng Tô Lâm theo học lĩnh vực an ninh. Tháng 10 năm 1974, ông là học viên khóa 6 của trường Công an Trung ương, sau đổi tên thành trường Đại học An ninh Nhân dân và nay là Học viện An ninh Nhân dân. Sau đó, ông theo học và nghiên cứu lĩnh vực pháp luật, nhận bằng tiến sĩ luật học vào ngày 22 tháng 10, 2015. Ông được phong học hàm giáo sư ngành khoa học an ninh. Đại tướng Tô Lâm được kết nạp đảng vào ngày 22 tháng 8 năm 1981, trở thành đảng viên chính thức ngày 22 tháng 8 1982. Trong quá trình hoạt động đảng và nhà nước, ông theo học các khóa tại Học viện Chính trị Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, nhận bằng cao cấp lý luận chính trị. Tháng 10 năm 1979, ông được phân công vị trí công tác ở Cục Bảo vệ Chính trị Bộ Nội vụ. Trong lịch sử của Công an Nhân dân giai đoạn năm 1975-1998, Bộ Công an và một phần cơ cấu Bộ Nội vụ được hợp nhất thành bộ mới lấy tên là Bộ Nội vụ, chịu trách nhiệm và vai trò hoàn toàn tương tự ngành công an, bao gồm an ninh, cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong khoảng thời gian 10 năm, từ năm 1979 đến năm 1988. Ông công tác ở đơn vị Cục Bảo vệ Chính trị 1 Tổng cục An ninh. Cho đến thời điểm hiện tại, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Chính phủ và Quốc hội đã kiện toàn được các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của đất nước. Đáng lưu ý nhất là vào sáng ngày 22 tháng 5 2024, tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa 15, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12-13, Bộ trưởng Bộ Công an được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026. Ông là vị đại tướng thứ 3 của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, giữ cương vị nguyên thủ quốc gia của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bất ngờ hơn, sáng ngày 3 tháng 6 2024, Bộ Chính trị quyết định phân công Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Thứ trưởng Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, đảm nhiệm cương vị Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ông là vị tướng lực lượng vũ trang đầu tiên đảm nhiệm cương vị phụ trách công tác hậu cần, giúp việc cho Trung ương Đảng sau khi Đại tướng Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước và được miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính ra quyết định giao nhiệm vụ cho Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đảm nhiệm công việc Thứ trưởng phụ trách điều hành Bộ Công an. Việc Bộ Chính trị lúc đó chưa thông qua được nhân sự để giới thiệu cho Quốc hội thông qua giữ chức vụ đặc biệt quan trọng không chỉ trong chính phủ mà còn cả trong hệ thống chính trị Việt Nam thời gian đó, đã khiến dấy lên nghi ngờ về uy tín của Đại tướng Tô Lâm bị giảm sút và nhiều trang phản động đánh giá vào nhà nước Việt Nam ta đã đăng tin và đưa những tin đồn rằng khi nhân sự của ông và lực lượng Công an Nhân dân giới thiệu cho Bộ Chính trị kế nhiệm ông trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương chưa được Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhất trí thông qua, và những trang như BBC, RFA, Việt Tân và nhiều những trang phản động khác sống lưu vong ở nước ngoài đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều cho rằng vừa qua, Đại tướng Tô Lâm chỉ huy lực lượng công an tiến hành tấn công tội phạm tham nhũng tiêu cực quá ác liệt, khiến cho chiến trường Việt Nam rung lắc dữ dội, tạo ra cơn đại địa chấn chưa từng có trong lịch sử. Thế nên, để hạ nhiệt sức nóng khủng khiếp từ cuộc tổng tấn công các thế lực tham nhũng tiêu cực và các phe cánh lợi ích, nhóm sân sau của chính trường Việt Nam đã đưa Đại tướng Tô Lâm rời vị trí chỉ huy lực lượng Công an Nhân dân và cố gắng đưa ra một số nhân sự từ khối cơ quan dân sự và chỉ huy lực lượng Công an Nhân dân, đồng thời tách các vị tướng và Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Bộ Công an ra khỏi mối liên kết với Đại tướng Tô Lâm trong cuộc chiến đốt lò vĩ đại đang được quần chúng nhân dân tán thưởng nhiệt tình. Vâng, đó là những lời phản động muốn công kích vào các lãnh đạo của Việt Nam chúng ta, và sự thật diễn ra không hề như vậy. Chính phủ Việt Nam chưa kiện toàn ngay chức danh Bộ trưởng Công an là do các cấp có thẩm quyền cần phải hoàn thiện quy trình để bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp cao, chứ không hề có một âm mưu nào được âm thầm triển khai để nhằm cô lập Đại tướng Tô Lâm khỏi cuộc chiến đốt lò như những suy diễn của các thế lực thù địch. Thậm chí việc Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an được phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng còn được dư luận cho rằng sẽ giúp cho cuộc chiến đốt lò trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì ở cương vị này, tướng Ngọc sẽ có một cái nhìn bao quát hơn về hoạt động của Trung ương Đảng và các cấp ủy địa phương,
từ đó giúp cho ông nhanh chóng nhận ra sự bất thường trong cấp đảng ủy cơ quan đảng để kịp thời ngăn chặn, tránh những hậu quả đáng tiếc như vừa qua, khiến cho sức chiến đấu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số địa phương bị tê liệt hoàn toàn. Thậm chí có những địa phương bị dư luận đánh giá rằng Ban Thường vụ Tỉnh ủy bị tội phạm tham nhũng khống chế. Điển hình là Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Như chúng ta đã biết, chiều ngày 6 tháng 6 2024, Quốc hội đã phê chuẩn và đề nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm Thượng tướng Lương Tam Quang, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Vụ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Cuối giờ chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an đối với Thượng tướng Lương Tam Quang. Thượng tướng Lương Tam Quang và Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc được biết đến là hai vị tướng cánh tay đắc lực đối với Đại tướng Tô Lâm trong cuộc chiến đốt lò. Nhiều người ví rằng trong cuộc chiến đốt lò, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vị Tổng Tư lệnh, Đại tướng Tô Lâm là Tư lệnh chiến trường, còn Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc và Thượng tướng Lương Tam Quang là vị chỉ huy mặt trận. Việc Thượng tướng Lương Tam Quang và Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc được bổ nhiệm nên một chức vụ mới có sức ảnh hưởng lớn trên hệ thống chính trị Việt Nam, giúp nâng cao uy tín chính trị của Chủ tịch nước Tô Lâm. Đại tướng Tô Lâm được dư luận cho rằng vì ông nhận được sự ủng hộ lớn từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự ủng hộ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Đại tướng Tô Lâm được thể hiện ngay sau khi hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sau khi Trung ương Đảng nhất trí giới thiệu Đại tướng Tô Lâm giữ chức vụ Chủ tịch nước kết thúc đại hội, tại phòng làm việc riêng của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian gặp gỡ chúc mừng và trao đổi công tác với Đại tướng Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt của đất nước. Dư luận nhận định rằng cuộc gặp gỡ đầy thân mật này là một sự kiện chưa từng có trong tiền lệ, thể hiện sự gửi gắm niềm tin của cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đại tướng Tô Lâm, tân Chủ tịch nước và các lãnh đạo chủ chốt của đất nước Việt Nam ta. Nếu chỉ có chế độ độc đảng ở Việt Nam mới để ra tham nhũng, thì cớ sao Liên Hợp Quốc phải ban hành Công ước Quốc tế về phòng chống tham nhũng năm 2003? Trong đó, ngay giảm đầu đã chỉ ra rằng, lo ngại về tính nghiêm trọng của các vấn đề cũng như những mối đe dọa do tham nhũng gây ra đối với sự ổn định và an ninh xã hội, xói mòn của thể chế và các giá trị dân chủ, các giá trị đạo đức, công lý và gây tổn hại đến sự phát triển bền vững và chế độ. Như vậy, vấn đề tham nhũng là vấn nạn mang tính toàn cầu. Việt Nam là một thành viên của tổ chức này đã và đang tích cực tham gia. Trước hết là vì sự liêm khiết của đảng cầm quyền, sau đó là góp vào văn minh tiến bộ của nhân loại. Việc Đại tướng Tô Lâm được tiến cử vào vị trí Chủ tịch nước cũng không phải do động cơ chính trị cá nhân ông, mà đó là nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó. Và nhiều ý kiến cho rằng đó là tín hiệu vui để có thể hy vọng sau khi Bác Trọng nghỉ thì Bác Tô sẽ đốt lò tiếp chứ không buông bỏ dự nghỉ. Nếu như trong gần hai nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Công an, ông không hoàn thành nhiệm vụ đứng đầu ngành công an, không góp phần bảo vệ Đảng và Nhà nước, chế độ không tích cực, quyết liệt, chống tham nhũng, không góp công vào đánh bại mọi âm mưu bạo loạn, lật đổ của các thế lực phản động, thì làm sao ông có thể vào vị trí hiện tại được? Còn việc ông có được tiếp tục được giữ trọng trách trong tương lai, nhất là vào Đại hội Đảng 14 của Đảng, ông được Trung ương giới thiệu tái cử, được đại biểu bỏ phiếu tán thành, đó cũng là do năng lực và phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của ông quyết định. Không nên vì vậy mà dựng rào chắn lối chính trị của ông. Việc thuộc cấp của ông được cân nhắc vào một số vị trí trọng yếu, ví dụ như Bộ trưởng Công an, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương, hay có nhiều tướng lĩnh người Hưng Yên trong ngành công an, thì cũng không nên quy trục là cục bộ, nhóm, cục bộ địa phương, càng không được phép suy diễn đó là bước chuẩn bị vây cánh cho tương lai. Vì rằng nhìn lại lịch sử của Đảng, chưa bao giờ nhóm hay phe cánh có chỗ yên ổn trong hệ thống chính trị. Sự vận hành bộ máy tổ chức của Đảng và hệ thống chính trị được công tác nhân sự đi đúng quỹ đạo, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân là trên hết. Trước hết, ai đi chệch bị đào thải, nhưng các phe phản động trái chiều lại không kích rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn tất bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị, những viễn cảnh xóa ảnh hưởng của quân đội và công an trong đường lối cai trị độc tài đã mờ nhạt. Rồi tiếp theo là thăng cấp tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước, được coi như là trả công của ông Trọng. Hoặc tiếp nữa như sự có mặt của tướng Cường, được coi là sự cân bằng quyền lực giữa quân đội và công an trong Bộ Chính trị. Sự thật phải nhìn nhận rằng đây là những phán xét sằng bậy, những suy diễn hồ đồ vô căn cứ. Bởi chúng ta đều đã biết, quy định bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cao, phải được lựa chọn công phu, cẩn trọng và qua sự sàng lọc từng trải trong thực tiễn.
Vì liên quan đến những vấn đề hệ trọng chiến lược của đất nước, mỗi ngành và bộ đều có vị trí, chức năng và nhiệm vụ riêng, không bị chồng chéo hoặc không hoạt động lẫn sân sau. Cho nên, quân đội và công an cũng vậy. Nhưng do tính chất đặc thù là lực lượng vũ trang nòng cốt, trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước, bảo vệ đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, quân đội và công an đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của đảng. Nhưng nói hai ngành đó trong đường lối cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam hay sự cân bằng quyền lực do ảnh hưởng của quân đội và công an là khiên cưỡng, phiến diện và vu cáo, mang ý đồ phân biệt, kích động, chia rẽ quân đội và công an. Cần nhấn mạnh thêm, trong lĩnh vực xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược của Đảng, không cá nhân nào nhóm nào đó có thể xen vào để rồi tạo ra phe này nhóm kia. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn là một tập thể đoàn kết, thống nhất vì sứ mệnh lịch sử của Đảng, vì lợi ích quốc gia dân tộc. Đó là sức mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi có Đảng. Những kẻ tâm thần chính trị lại nói rằng tướng Tô Lâm làm chủ tịch nước được coi như sự trả công của ông Trọng. Còn theo quy định tại Điều 86-87 Hiến pháp năm 2013, chức danh chủ tịch nước quy định cụ thể như sau. Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội đối ngoại. Cụ thể, chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội và chịu trách nhiệm và báo cáo công tác Quốc hội nhiệm kỳ của chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội mới bầu ra chủ tịch nước. Trình tự bầu chủ tịch nước năm 2024, cụ thể tại Điều 33 Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết 71/2022/QH15 quy định trình tự bầu chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu chủ tịch nước. Ngoài danh sách do Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, đại biểu Quốc hội có quyền giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử vào chức danh chủ tịch nước. Người được giới thiệu ứng cử có quyền rút khỏi danh sách người ứng cử. Đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội, chủ tịch Quốc hội có thể họp với các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội để trao đổi về các vấn đề có liên quan. Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội, trình Quốc hội quyết định danh sách người ứng cử do đại biểu Quốc hội giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử nếu có. Quốc hội thảo luận, biểu quyết, thông qua danh sách để bầu chủ tịch nước. Quốc hội thành lập ban kiểm phiếu Quốc hội bầu chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chủ tịch nước tuyên thệ. Vì vậy, đâu phải chuyện một cá nhân nào thích đưa ai lên làm chủ tịch nước cũng được, mà các thế lực cứ phán bừa chẳng căn cứ vào đâu. Việt Nam luôn thượng tôn pháp luật và thực hiện các quy trình nhân sự theo hiến pháp và pháp luật. Vâng, kính thưa quý vị, bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuy sức yếu do sức khỏe của người cao tuổi không cho phép, lại do ảnh hưởng của lần đột quỵ năm 2017, đi thực tế ở An Giang, đặc biệt là do áp lực công việc của Đảng khi chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội 14 sắp tới. Bên cạnh đó còn do nỗi đau xót khi lò càng cháy thì càng lộ ra nhiều củi gỗ, từng là củi quý, luật đời không ai mãi khỏe, không ai mãi trẻ, cho nên bác Trọng càng phải lo nhiều, hao tâm, tổn trí nhiều. Đúng là tấm gương tuổi cao thì trí càng cao, sắp xếp ai vào vị trí nào là cả một công trình dụng nhân như dụng mộc, vừa phải giữ cho gỗ quý không bị sơ mọt, đục rỗng, vừa phải tạo ra sự ổn định chính trị cho đất nước được yên ổn, phát triển nhân sự vượt qua có sự biến động lớn. Tuy có gây dao động trong dư luận, song đa số cán bộ đảng viên thấy cần phải làm như vậy để bộ máy chính trị nhà nước ổn định liêm khiết. Mong rằng những nhân tố mới tiếp tục trau dồi đạo đức cách mạng, đem tài trí phụ công báo quốc, ấy mới là đại nghĩa. Thực tế sẽ chứng minh họ được đảng tin dân trọng. Việc bàn phán ai là Tổng Bí thư kế nhiệm tới thì chúng ta cũng không nên bàn nhiều. Chỉ mong rằng bác Trọng có sức khỏe, nhãn còn sáng, tuệ còn minh thì bác ấy vẫn cứ làm Tổng Bí thư cho đất nước. Nghĩa là khi nào dân tin, dân còn cậy thì xin bác hãy cứ phục vụ cho nhân dân, hãy phải cứ vì dân, vì nước. Khi nào bác Trọng không còn đủ sức thì khi đó bác hãy thôi. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại bình luận, nhớ đăng ký kênh và ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!